Hầu hết các đồ nội thất trong nhà tôi đều là đồ đã qua sử dụng. Tôi mua giường và đệm ở trang Carousel, chuyên bán đồ cũ của những người không cần chúng nữa. Các kệ sách này tôi cũng mua trên chợ của Facebook. Tôi tận dụng biến nó thành bức tường ngăn giữa chỗ ngủ và phòng khách luôn. Joey, cô gái 28 tuổi, đang thuê một căn hộ và hầu hết đồ dùng thiết yếu đều đến từ những sàn thương mại điện tử bán đồ cũ, đồ đã từng qua sử dụng. Tính ra cô gái này đã tiết kiệm được tới 4.000 đô la Singapore tiền mua sắm đồ nội thất theo cách này. Thu nhập của tôi khoảng hơn 5.500 đô la thì tôi dành 3.000 đô cho những nhu cầu thiết yếu như ăn uống, mua sắm, đi lại. Tôi bỏ ra hơn 1.000 đô tiền thuê nhà mỗi tháng. Tôi dành 300 đô đóng bảo hiểm và cuối cùng là tôi bỏ vào tiết kiệm được hơn 1.000 đô mỗi tháng. Công thức tài chính như thế này cho phép Joey ứng phó với những khoản phát sinh trong tháng. Theo Học viện Chính sách Singapore, cứ 10 người trẻ ở độ tuổi 21 đến 29 tuổi tại nước này thì có tới 3 người phụ thuộc hoàn toàn vào thẻ tín dụng để có thể trang trải cuộc sống. Nhưng những chiếc thẻ không phải là cái bẫy duy nhất. Nhiều trang bán hàng online bây giờ cho phép khách hàng mua trước, trả sau, không hề tính tiền lãi. Dễ dàng như vậy, nên mỗi khi cơn nghiền mua sắm tới, nhiều người đã kịp tích lũy rất nhiều đồ shopping nhưng lại không hề nhìn thấy khoản nợ lên tới hàng trăm đô la đang chờ đợi họ trong những tháng tới